Quý vị có thể đạt đến 130% khai ngộ trong thế giới này. Đó là đẳng cấp cao nhất quý vị có thể đạt được trong thế giới này. Lẽ ra tôi đã đạt được từ nhiều năm trước, tôi vẫn còn ở 100. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng không sao, vậy cũng đủ, 100% cũng đủ rồi. Nhưng lẽ ra tôi phải trở lại chỗ cũ của mình. Không ở lại đẳng cấp thấp như vậy, hiểu không? Tôi đến từ trên 140, tôi không thể lòng vòng ở 100. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. 140 quý vị chỉ có thể đạt được trên thiên đàng, không đạt được ở đây. Bởi vì ở đây còn có chút bụi đâu đó. 130 thì được, và rồi khi đi lên đó quý vị sẽ trở về 140. Không sao, hiểu ý tôi không? Chỉ là một cách diễn đạt, không phải là như vậy. Nhưng tôi chỉ so sánh để quý vị hiểu những trình độ khai ngộ. Hiểu chưa? À, không sao, tôi sẽ đạt được trong vài năm, không vấn đề gì. Nếu không ai làm phiền tôi quá, quý vị cũng phải chạy, nghe. Nếu tôi phải gánh quý vị thì sẽ mất thời gian lâu hơn. Quý vị muốn có một minh sư lớn hơn, phải không? Dạ. Vị nguyên thủy, phải không? Dạ. Vị đến trực tiếp từ trên đó, phải không? Dạ. Phải, quý vị muốn sống để thấy ngài đó hả? Để thấy vị minh sư hầu như trực tiếp từ thiên đàng, phải không? Dạ. 130 đó là đẳng cấp cao nhất đạt được ở đây, khi ở thế giới này. Khi đang sống bằng xác phàm. Như vậy đã cao hơn Babaji một chút rồi, hiểu không? Dạ hiểu. Ngài không cần phải đến 130, không ai cần phải tới đó. Nhưng tôi đã từng như vậy nên tôi phải trở về nơi đó, tôi không muốn ở lòng vòng dưới đây, chỗ của tôi là trên đó. Và tôi muốn quý vị có một minh sư cao nhất trong lịch sử, phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Vậy chúng ta sẽ đến đó hả? Dạ. Tôi càng lên cao, càng có thể kéo quý vị lên, đúng không? Dạ. Cho nên quý vị thậm chí cũng không cần phải làm gì cả, chỉ nằm đó và nói, hò, vô, sư phụ, bấm nút, giọt. Phải. Dù sao, đây chỉ là thông tin. Tôi cảm thấy hơi buồn, vẫn còn ở đây bao nhiêu năm rồi. Cảm thấy nặng nề như là không thuộc về nơi này. 100. Quý vị ở cảnh giới thứ 5, quý vị hiểu không? Đẳng cấp thứ 5 nhà của minh sư, không vấn đề gì. Nhưng một số người cao hơn như vậy nên họ cần trở về nơi đó. Tôi không muốn đi thiên đàng rồi phải làm việc để tiến lên lần nữa và nhìn lên tất cả những người bạn tôi lúc trước. Kéo tôi lên được không? Trên đó khí hậu ra sao? Tôi vừa mới ở đây chỉ một giây và rồi tất cả quý vị ở trên đó xây nhà to và tôi còn ở đây. Cảm thấy hơi buồn, quý vị biết không? Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, chậm chạp hay gì đó. Lẽ ra không phải như vậy. Như là hoàng tử bỗng nhiên trở thành ông quan hay gì đó. Rồi cứ ở đó mãi, không bao giờ trở về địa vị cũ. Như vậy đáng buồn cho ông không? Dạ, rất buồn. Thật ra tôi cũng không màng lắm. Chỉ là mình biết mình ở chỗ đó thì trở về nơi đó. Giống như là quý vị thuộc về thiên đàng thì trở về thiên đàng, quý vị không muốn ở trong thế giới này quá lâu. Chúa tôi lâu hơn là tôi nghĩ. Nhưng vẫn đỡ hơn thời Giê-xu, quý vị biết không? Giê-xu chỉ được 80% khi Ngài bị giết. Nếu Ngài sống lâu hơn, Ngài sẽ lên cao hơn, dĩ nhiên, quý vị biết không? Phật 90%, Phật Thích Ca Mâu Ni, phải. Chỉ cho vui để quý vị biết coi hết những vị này, dò thám họ. Tôi có kính dò thám, tôi là thám tử.
Họ biết tôi rất nghịch ngợm, họ không màng, tôi rất nổi tiếng. Thêm vào đó, tôi là phụ nữ, họ làm gì được tôi? Quý vị có thể đối xử như thế nào với một phụ nữ hả? Tôi ý nói, sao? Nếu quý vị có giỏi thì xuống đây. Khi xuống đây, quý vị bị ô nhiễm và phải mất thời gian để hồi phục nhanh chóng, hiểu không? Dạ. Vào thời đại đó, không dễ để Ngài hồi phục, quý vị thấy không? Ngài chỉ ra 3 năm và quá nhiều nghiệp chướng Ngài không thể lên nhanh được, hiểu không? Các môn đồ, mọi người giết chóc khắp nơi, thật khủng khiếp. Cho nên đó là vấn đề. Lý do dù rằng Ngài là 80, Ngài đã mạnh lắm rồi. Ngài từ thiên đàng, cho nên không cần biết Ngài ở đẳng cấp nào ở đây. Nguyên thủy của Ngài rất vững mạnh, thấy không? Chỉ vài năm là Ngài sẽ trở về nguyên thủy, nhưng Ngài không có cơ hội, đó là vấn đề. Phải, Ngài không hề ăn cá, chỉ là người ta bỏ cá vào miệng Ngài, quý vị biết không? Tất cả những câu chuyện vô nghĩa này, Ngài cho phép người ta ăn cá một vài ngày, như là pháp phương tiện bây giờ, bởi vì thức ăn chay khó kiếm, nhưng Ngài không hề ăn cá, không bao giờ. Rất khó trở về địa vị nguyên thủy. Nói cho quý vị biết, trong tất cả những kiếp sống trên hành tinh này, chỉ có một lần tôi trở lại địa vị nguyên thủy. Một lần. Những lần khác chỉ 100 hoặc là 110, 120. Có một lần thậm chí còn 80. Tôi rất xấu hổ, quý vị biết không? Rất khó. Nên xuống đây là một hy sinh vô cùng to lớn. Đó là lý do không có bao nhiêu minh sư đến, rất hiếm khi nào ở hành tinh này mà quý vị có thể tìm được một minh sư 100% khai ngộ. Rất hiếm. Ngay cả Đức Phật 90, Giê-xu 80, nhưng đừng kể cho ai, hiểu không? Không phải là họ ở 80 hay 90, nhưng họ không có đủ cơ hội vượt qua những trở ngại. Không phải là họ có nghiệp chướng, nhưng khi xuống đây người ta đổ nghiệp chướng lên các ngài, ngay từ khi mới sinh, cho họ thịt, dạy họ săn bắn và đủ các thứ. Bắt họ làm những việc ô nhiễm sự tinh khiết tâm linh của họ. Và rồi họ phải trưởng thành và chống lại những thứ này, và họ phải tự tịnh hóa, không ai giúp họ, không một ai. Quý vị thấy cha mẹ Đức Phật muốn ngài lấy vợ và có 500 người nữ. Làm sao quý vị khai ngộ từ đó được? 500 bà vợ, chỉ một bà là đủ chết rồi. Chẳng trách gì ngài chỉ được 90, ngài đã rất giỏi rồi. Ngài khai ngộ hơn sau khi lớn tuổi hơn. Ra khỏi tất cả những cám dỗ này. Quý vị không biết, rất khó, ngay cả cho minh sư để leo lên. Một khi ra khỏi đây, quý vị không có ai giúp, không được giúp đỡ. Tất cả mọi thứ chỉ dồn dập lên quý vị. Ha ha ha, xem người mạnh đến đâu, đến đây, chúng ta đang đợi. Người chỉ có một mình, chúng ta rất đông. Và chúng ta sẽ ở đây hàng ngàn năm, chúng ta không sợ nghiệp chướng hay gì cả. Ngươi là kẻ muốn đi trở lên, chúng ta không màng, chúng ta ở đây. Đó là vấn đề. Có rất nhiều việc tôi phải làm, nhưng chúng ta phải chờ đến mai. Chúa tôi, mỗi tối tôi có thể viết cả quyển sách, rất nhiều việc để làm, rất nhiều việc. Xin lỗi, đôi khi tôi gọi quý vị lúc 2 giờ sáng hay gì đó, quý vị biết tôi vẫn còn ở đó. Tôi thắc mắc tại sao quý vị phải ngủ, tôi còn đang làm việc. Quý vị đến lúc 4 giờ hay gì đó, tôi đều biết, quý vị vẫn thấy đèn của tôi phải không? Không, không để ý à, tôi vẫn còn thức, vẫn ghi chép. Không có gì là cho tôi cả, tôi thật sự không cần, chỉ là để làm gì đó, để làm việc, rất nhiều việc quý vị phải làm.
quý vị không thấy gì cả, trông như là tôi lái xe vòng vòng suốt ngày vỗ về chó cho chim ăn. Đây là vài chuyện nhỏ, có những chuyện khác lớn hơn. Kiếp trước này tôi chỉ đến được 100. Quý vị có thể tưởng tượng không? Không sao, không hại gì. Chỉ có điều là quý vị mang nhiều gánh nặng đi lên đồi. Mất nhiều thời giờ và trượt xuống, rồi đi lên trở lại, trượt xuống, rồi đi lên trở lại. Nhiều gánh nặng, chỉ có vậy thôi, không sao, không vấn đề gì. Thậm chí 60% quý vị đã an toàn rồi. Không vấn đề gì, không trở lại, không nghiệp chướng. Và 100% là đẳng cấp minh sư. Chỉ là nhà của tôi cao hơn vậy. Tùy theo thời đại của hành tinh mà những minh sư khác nhau xuống. Nếu dễ thì vị minh sư không cao lắm có thể xuống. Nhưng trong thời gian nặng nề cần phải có một gã vững mạnh hơn, nếu không ông sẽ bị chết đuối. Ông chỉ xuống đây rồi bị chết đuối, sẽ không có ai tìm được ông nữa. Quý vị đã làm xong hàng rào chưa? Chưa hả? Chưa à? Dạ, gần xong. Gần xong à? Xong hết những chỗ trống. Chưa à? Dạ, chỉ một chút phía bên kia. Được, được. Rồi căng bạt che cổng nghe. Như là ở đó, chỉ có vậy thôi. Cả hai bên trông cho đẹp mắt, không phải chỉ bên này. Quý vị làm cả hai bên hay chỉ một bên? Dạ, cả hai ạ. À. Vậy tốt. Trông đẹp từ bên ngoài, cái này cũng vậy, sau khi quý vị đã xong cái kia. Và rồi những cái còn lại, quý vị thấy nó xa quá thì đặt nó ở đó. Không cần phải ở một chỗ hay bất cứ nơi nào, chỉ căn những nơi cần thiết và những nơi nhiều chỗ trống, được không? Chỉ vậy thôi. Rồi, chúng ta xong. Thật sự không có gì khác cho đến khi có dự án mới. Không gì nhiều, chúng ta phải sửa sang thiền đường. Như là nếu đường đi bị hư hay gì đó, ống cống hay là mái nhà. Luôn luôn có chuyện phải làm. Có sở hữu thì phải như vậy. Không phải là quý vị muốn đến đây có đời sống dễ dàng rồi tôi không phải làm gì cả. Tôi phải kiếm tiền, phải sửa mái nhà. Tôi phải làm chuyện này, chuyện kia. Những cái cây quý vị đang trồng không phải là cho tôi. Bởi vì hiện giờ tôi đi ra sau cái nhà khách. Để không ai thấy tôi đi và đến. Tôi không đi thẳng ra đường cho nên không có vấn đề gì. Nhưng tương lai thì tốt, biết không? Khi đồng tu đến, tôi nghĩ chúng ta có một chút riêng tư thì tốt hơn. Đỡ hơn là mọi người nhìn xem bao nhiêu người đến và người đó là ai. Quý vị hiểu ý tôi không? Cảm thấy như trống không? Cho nên trong tương lai nếu có thiền bế quan, chúng ta cảm thấy riêng tư hơn, kính đáo hơn. Rồi mấy cái cây sẽ lớn hơn, chúng ta chỉ đi vào và biến mất. Cho nên đây là dùng cho tương lai, quý vị biết không? Hiện tại tôi cũng không dùng được gì nhiều. Quý vị trồng cây như là một cái sân banh trống ngoài đó. Mọi thứ xuyên qua, rớt qua, có thể lái xe qua, đi bộ qua, bay qua, bất cứ gì. Mèo luôn luôn chạy qua, ngã hàng rào mới. Đó là bằng chứng. Nhân tiện, mèo chỉ 30% khai ngộ. Chúng có khả năng siêu linh, cũng hơi giống Atula. Chúng rất có khả năng siêu linh, nhưng chúng không dễ thương, thân thiện lắm. Cũng có một chút, nhưng không giống như chó. Chó là hầu hết là 40%, ngựa 50, voi 50. Cọp, sư tử, thồi dẹp, thậm chí đừng thử trình độ khai ngộ của chúng. Nếu quý vị thấy cọp hay sư tử, đừng đến gần và hỏi, biết không, chúng ta là anh em.
Bản thể của ngươi và bản thể của ta giống nhau, có biết không? Sư phụ của ta nói vậy, vậy chúng ta hãy bắt tay. Đừng thử chứng minh lời của tôi. Đúng thật là như vậy. Dù sao, quý vị có thể thấy được. Quý vị cũng có thể thấy giống như vậy trong bản tánh con người. Người càng khai ngộ, càng tĩnh lặng, đơn giản. Càng điềm tĩnh, phối hợp, bình an, dễ chịu. Sống đơn giản và dễ dàng, không tranh đua, không ganh tị. Không cố gắng chứng tỏ điều gì, không muốn làm lớn, không gì cả. Người càng thấp, càng hung hăng, khó chịu. Càng tranh đua, ngã chấp. Thô đặc hơn, dày đặc. Chấn động lực dày hơn đối với người hay các loài vật ít khai ngộ. Nên họ có thể làm bất cứ gì chỉ để sinh tồn. Đó là lý do những loại thú dữ chỉ muốn sinh tồn. Và phải mất thời gian lâu hơn để chúng tiến hóa lên đẳng cấp ý thức cao hơn. Không phải là chúng có thể biến đổi từ mèo sang chó vào kiếp sau, không, chúng phải xứng đáng. Đối với mèo thậm chí còn khó hơn bởi vì chúng săn mồi, thấy không? Đẳng cấp ý thức của chúng là vậy, là ở chỗ đó. Đó là tại sao chúng đều là mèo. Quý vị hiểu ý thôi không? Tất cả cọp, sư tử hầu như giống nhau, tánh tình và cách sống giống y như nhau. Ngay cả loài mèo quý vị đem nó vào nhà và cho ăn, nó vẫn đi ra ngoài săn mồi. Quý vị hiểu không? Dạ. Đó là đẳng cấp ý thức của loài chúng sinh này. Những chúng sinh tiến hóa hơn, chúng bình an hơn, chỉ vậy thôi. Đi lên lên, theo các bậc thang, heo cũng bố thí cho người ta. Cho nên chúng khai ngộ hơn những loài khác. Heo ở 40%, hầu hết loài heo, nhưng tất cả loài bò đều ở 80%. Thấy không? Quý vị có thể so sánh không? Rồi quý vị sẽ thấy tại sao. Không phải là vì bò bố thí nhiều rồi ở 80%, nhưng vì đẳng cấp của chúng là như vậy. Đó là tại sao chúng làm việc này, chỉ là tự nhiên. Chỉ như một người khiêm nhường, ông ta luôn luôn khiêm nhường, không cần biết là ở địa vị nào. Ông ta cầu nguyện không phải vì sợ Thượng Đế hay muốn điều gì, ông chỉ khiêm nhường như vậy. Ông không cảm thấy gì cả. Người khác cầu nguyện bởi vì muốn điều gì đó. Người khai ngộ cầu nguyện bởi vì họ muốn chắc chắn rằng họ đang làm theo ý Thượng Đế, bản tánh của họ là vậy, hàng thuận, hiểu không? Nên có sự khác biệt giữa thái độ. Những ý thức rất rõ ràng. Nếu quý vị quan sát, thiên nhiên dạy quý vị rất nhiều điều. Thậm chí không cần phải hỏi tôi, quý vị có thể thấy, có thể biết tại sao. Quý vị có thể xem xét và biết được tại sao một số chúng sinh như vậy và một số như vậy. Nhớ không, trong một bộ kinh Phật nói con kiến này, con kiến lớn, đã ở đó qua tất cả thời đại của 7 vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni. Nó vẫn là kiến. Phải mất thời gian lâu, thật lâu, thậm chí để đến tiêu chuẩn con người, hiểu không? Và rồi, nếu quý vị ở tiêu chuẩn con người, quý vị đã lên thiên đàng rồi. Quý vị có thể hạ xuống làm loài khác để giúp đỡ người khác. Chuyện đó khác như là loài bò, loài heo hay chúng bố thí chính mình, nhưng chúng ta không bao giờ nên giết chúng ăn thịt. Chúng bố thí đủ rồi. Chúng bố thí da khi chết, bố thí móng và sừng, tất cả. Sau khi chúng chết, quý vị có thể ăn thịt, như vậy khác. Nhưng không bao giờ nên giết chúng, không bao giờ nên ăn thịt thú vật. Tôi ý nói được, nhưng rất khủng khiếp. Ngoại trừ trong hoàn cảnh thật sự khẩn cấp và không có gì khác. Và con vật đã chết rồi, chết tự nhiên hay đã bị ăn. Nhưng không bao giờ nên là vậy, ngay cả lúc đó cũng không nên ăn thịt. Đừng nói chi đến chuyện giết nó ăn thịt, hiểu không? Một chúng sinh khai ngộ như vậy mà chúng ta giết để ăn, thật khủng khiếp. Không phải chúng màng, chúng không màng. Chúng có vẻ chạy vòng vòng hay chạy trốn,
Nhưng chúng không màng, chúng xuống để hy sinh cho quý vị, nhưng chúng cho đủ rồi. Chúng cho sữa, phô mai, cho da, cho tất cả những thứ chúng có. Nên chúng ta không nên giết chúng như vậy, điều này rất bội bạc. Rất tệ cho chúng ta, không phải tệ cho con bò, không phải tệ cho con bò. Kẻ chết không bao giờ tệ như kẻ giết. Kẻ bị giết không tệ, không ở hoàn cảnh tệ hại. Chỉ có kẻ giết mới tệ, bị nghiệp chướng xấu. Nạn nhân không bao giờ bị điều gì, chỉ thăng hoa hơn, phải. Chúng là những chúng sinh khác, chúng xuống đây. Chúng không màng lấy bất cứ hình dạng gì để phụng sự chúng sinh, để nhắc nhở họ về ánh sáng. Chúng muốn giúp họ thỏa mãn sự khát khao của họ, tất cả mọi chuyện, nhưng con người thật ngu muội. Không sao, đây là đời sống của họ. Mỗi người có con đường riêng để trở về với Thượng Đế, nên không sao. Tôi chỉ thương thú vật hơn, dù chúng có khai ngộ hay không. Chúng đến với tôi khai ngộ rất ít, quý vị biết đó. Và Bút Đô vẫn còn ở đó, tiểu bậy khắp nơi. Vẫn giữ trạng thái kém khai ngộ. Nhưng nó đã tốt hơn trước, nó đã 10 độ cao hơn. Lúc trước tệ hơn và bệnh, nhưng nó bị trúng độc. Nó bị cho đủ thứ thức ăn bậy bạ, thịt, vân vân. Và nó cũng bị ngộ độc. Đó là lý do chúng kém khai ngộ, bây giờ chúng đã kết thúc. Chúng hồi phục nhanh chóng, nhảy nhanh như cốc đến sự khai ngộ. Cốc nhảy, chó nhảy nhanh như cốc. Nếu quý vị không tốt, quý vị cũng giống như người chết, quý vị kể như chết rồi. Đó là vì sao mà Chúa Giêsu nói hãy để người chết cho người chết. Vì họ không còn sống, mỗi ngày họ bước đi giống như một thây ma. Họ không biết đời sống là gì, đúng không? Người khai ngộ ở đẳng cấp thấp là vậy đó. Họ không đủ tốt, chỉ ở đẳng cấp sinh tồn mà thôi. Quý vị hiểu không? Con người cũng có nhiều đẳng cấp. Quý vị phải tự phát triển, chứ vấn đề không phải là tôi. Dù tôi có ở đây để thúc đẩy quý vị hay không, quý vị vẫn phải tự thúc đẩy mình. Trời, quý vị biết gì không? Có vài người không thể nào đẩy, quý vị biết không? Thí dụ đứa bé chậm phát triển, quý vị để nó đâu, nó chỉ như vậy thôi. Quý vị phải có trường dành riêng cho nó. Tôi không có trường đặc biệt nào. Tôi chỉ để như vậy khi đến đẳng cấp Atula. Họ sẽ học hỏi thêm ở đó, có vậy thôi. Quý vị sẽ hối hận khi đẳng cấp mình thấp, hiện giờ quý vị không biết gì hết. Quý vị cảm thấy mình tu hành tinh tấn hay không tinh tấn cũng gần như vậy, không phải vậy đâu. Khi quý vị lên đó, khi ở đẳng cấp Atula, tấm màn mở ra, quý vị sẽ thấy tất cả. Quý vị sẽ hối hận là mình không đã tu hành giỏi. Quý vị thấy tất cả bạn bè của mình đều phóng vượt qua mình như hỏa tiễn. Mọi người lên cảnh giới thứ 5, còn mình thì vẫn còn lòng vòng trong cõi Atula hay cảnh giới thứ 2. Chắc chắn trước sau gì tôi cũng đưa quý vị ra khỏi đó, nhưng quý vị cảm thấy hổ thẹn vì ở đó một năm giống như là vô tận. Dài đằng đẵng. May là quý vị có tôi. Nếu theo bất cứ minh sư nào khác, quý vị đều phải đợi rất lâu ở đẳng cấp Atula. Tất nhiên minh sư có nhiều trình độ khác nhau. Ngay cả loài người cũng có đẳng cấp khác nhau của loài người và chúng sinh Atula. Có đẳng cấp khác nhau của Atula, nhưng hầu hết đều giống nhau. Loài người có 3 hay 4 đẳng cấp, hiểu không? Có những người ở đẳng cấp thú vật. Có nghĩa là những người xấu xa giống như cọp, beo, rắn độc hoặc tương tự vậy. Đẳng cấp của họ giống như vậy, mặc dù họ mang thể xác con người, nhưng họ gần giống đẳng cấp thú vật. Giống như mấy con chim của tôi bằng đẳng cấp của một vài minh sư ở Ấn Độ, thí dụ vậy. Chúng sẽ dễ dàng tiến bộ vượt qua họ, đúng vậy. Chúng sẽ đi với tôi đến đẳng cấp thứ 5 hay thứ 9. Còn tất cả quý vị vẫn lẩn quẩn quanh đây. Nhiều quý vị lẩn quẩn ở dưới nơi nào đó. Nếu quý vị không tu hành tinh tấn thì sẽ như vậy đó. Nhưng tất cả mấy con chim của tôi đều đến đó. Ý tôi là đẳng cấp khác nhau. Dĩ nhiên rồi, có vài con cao hơn, vài con thấp hơn. Nhưng tất cả đều đến đó, tất cả đều đạt đến cảnh giới thứ 5. Nói cho quý vị biết thêm về vài con đã đạt đến cảnh giới thứ 5. Vài con chó của tôi cũng từ cảnh giới thứ 5. Chúng đến đây chỉ đi theo tôi, chỉ muốn gặp tôi. Vì ở trên đó chúng không thường xuyên gặp tôi. Cho nên chúng thích ở gần cả ngày. Chúng đã từng là một trong những đệ tử của tôi. Chúng là đẳng cấp minh sư. Quý vị có hiểu điều này không?
Quý vị có hiểu quý vị đang nhìn ai không? Dĩ nhiên không phải tất cả đẳng cấp thứ năm đều là minh sư, nhưng chúng đã đạt đến đẳng cấp minh sư, hiểu không? Giống như không phải tất cả các bác sĩ đều ra ngoài khám bệnh hoặc chích thuốc vào mông của quý vị, nhưng họ vẫn là bác sĩ, hiểu điều đó không? Họ có trình độ bác sĩ, họ có thể khám bệnh nếu họ muốn. Dù sao đi nữa thì chó và chim của tôi đã ở đó rồi. Nhưng dĩ nhiên là không cao lắm, không cao đến tột đỉnh của cảnh giới thứ năm. Nhưng có vài con đã đạt đến đó rồi. Và lần này chúng sẽ lên cao hơn nữa. Có vài con chưa đạt được, nhưng lần này sẽ đạt được. Có vài con đã theo tôi lúc trước, bây giờ chúng sẽ đạt đến đẳng cấp cao hơn nữa vì chúng muốn theo tôi. Đó là lý do duy nhất mà chúng xuống. Có vài đệ tử tại gia cũng giống như vậy. Họ xuống đây chỉ để tìm tôi. Họ không chịu nổi sự chia cách. Mỗi lần tôi xuống đây 3-4.000 năm cho xứng đáng. Giống như quý vị cất nhà, quý vị không thể cất tầng hầm bên dưới, rồi bỏ đó quý vị phải ở lại cho đến khi xong. Hay ít nhất là qua thời kỳ đó như là xây nền, sườn nhà và mọi thứ trước, sau đó có thể người khác sẽ đến. Để trang trí, tô sữa, sơn phết, đại khái vậy. Nhưng quý vị phải làm xong cho đến một giai đoạn của công việc xây cất. Không phải mỗi lần tôi đều xuống đây. Nhưng nếu bất cứ vị minh sư cao đẳng nào xuống đây, các ngài đều ở 3-4.000 năm. Không phải lúc nào chúng tôi cũng xuống như vậy. Chúng tôi không có nhiều người để xuống dưới đây hoài. Và cũng không cần thiết như vậy. Thỉnh thoảng khi thế giới trong thời gian đen tối nhất và nhân loại gần như sát hại lẫn nhau bằng bom nguyên tử, bom thù hận hoặc bất cứ gì, thì vị minh sư sẽ xuống. Những người khác chỉ là thầy, hiểu không? Tất cả mọi người đều đi lên cảnh giới thứ năm. Ngay cả nếu họ đi ra ngoài dạy, họ cũng chỉ là thầy mà thôi, quý vị hiểu không? Ý tôi muốn nói họ cũng là minh sư, nhưng không phải đến từ đẳng cấp cao nhất. Cảnh giới thứ năm không phải là cảnh giới vô thượng, bây giờ hiểu chưa? Tất cả mọi người từ cảnh giới thứ năm đều có thể dạy nếu họ muốn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có người được chọn và người không được chọn. Mỗi lần họ chỉ chọn có một vị thầy, chỉ một vị thầy cho một thời gian trong kiếp đó. Nếu minh sư đó vãng sinh trước khi vị đó mất, họ sẽ chọn một người khác thay thế cho ngài. Thay thế vị minh sư đã được chọn. Những người khác lên đến cảnh giới thứ năm đều có thể dạy, nhưng đệ tử và lực lượng ít hơn. Họ không thể mang nhiều đệ tử lên trên đó. Và nếu người đệ tử mà họ mang lên bị rớt thì họ sẽ lưu lại ở đẳng cấp thấp lâu hơn. Nhưng với vị minh sư được chọn thì nhanh hơn. Vị minh sư của tất cả các vị minh sư thì khác. Ngài đến từ đẳng cấp cao hơn. Đó là như vậy. Vị minh sư đó trở lại cảnh giới thứ năm trước, nghỉ ngơi một thời gian, tịnh hóa mình thêm nữa. Rồi sau đó trở về cảnh giới cao hơn và không trở lại nữa. Đó là vị minh sư. Nhưng trong mỗi thời kỳ chúng ta có vị thầy, người được chọn. Từ cảnh giới thứ năm, không phải từ cảnh giới thứ năm. Họ chọn từ đẳng cấp thấp hơn rồi huấn luyện ngài đi lên, chọn bất cứ người nào từ cảnh giới thứ ba trở lên, bình thường là từ cảnh giới thứ ba. Vậy đó. Mỗi lần một vị minh sư cao đẳng xuống, nhiều chúng sinh thích đến gần. Mà quỷ cũng đến để gây rắc rối. Thật ra họ cũng muốn được lợi ích, nhưng họ bẩm sinh là những người phá rối. Họ không thể làm gì khác hơn được. Như bản chất của mặt trời là nóng, bản chất của lửa là để thiêu đốt. Họ cố gắng nhiều nhưng không thể tự dập tắt lửa cho mình được. Có hiểu ý tôi không? Đó là vấn đề. Minh sư rất là cần mẫn. Bị làm phiền, rất đau khổ, gặp nhiều chuyện như vậy lắm. Quý vị có xem Tây Du Ký không? Đại sư Huyền Trang có nhiều người ủng hộ. Một con có sừng, một con rắn độc và mọi thứ. Chúng gắng sức giúp đỡ, đôi khi chúng cũng giúp ích, nhưng chúng vẫn là chúng. Quý vị hiểu ý tôi không? Chúng chưa tịnh hóa bản thân. Có gì đơn giản hơn là muối mè? Giống như là muối tiêu vậy đó. Nướng lên, xay nhuyễn rồi gì nữa? Trộn lại với nhau. Vậy thôi. Đơn giản tới mức vậy, phức tạp chỗ nào đâu. 5-6 lần rồi tôi không thấy lần nào được cả. Mỗi lần mình phí 5 cân. Đổ xuống cống rồi đi ra ngoài 1-2 tiếng đồng hồ. Để mua rồi mang về lại, sau đó nướng lên hoặc xay thêm 1 tiếng nữa. Rồi làm hư. Đây là một hình thức không khai ngộ mà quý vị mang theo, hiểu chưa? Không phải quý vị khai ngộ cho tôi. Quý vị không thể làm bất cứ chuyện gì nếu không khai ngộ hoặc khi khai ngộ ở đẳng cấp thấp.
Bất cứ gì từ 50% trở xuống là từ lực lượng phủ định, thuộc về lực lượng phủ định. Dù làm gì, quý vị vẫn còn nằm bên phía phủ định, nên quý vị thường làm những gì phủ định. Quý vị làm hư dù không muốn đi nữa. Ý thức quý vị giống như vậy, không có chuyện gì quý vị làm là do rủi ro, nó đến từ bên trong. Quý vị muốn làm như vậy và quý vị sẽ làm hư việc. Đó là như vậy. Từ 50 trở lên đến 60, quý vị đã ở về phía khẳng định. Nhưng quý vị phải đạt ít nhất là 60 để được hữu dụng một chút. Ít làm hư việc hơn. 40 hư hại, 60 tốt. Như vậy còn tốt hơn là không có gì hả? Nhưng tôi sẽ hài lòng nếu quý vị đạt được 70% trở lên. Thật ra 70 trở lên thì quý vị ở ranh giới của đẳng cấp thứ 5. Quý vị đã may mắn rồi, quý vị hiểu không? 70 trở xuống thì quý vị ở cảnh giới thứ 4. Trên 70 thì quý vị ở ranh giới. Cũng như học sinh vừa đủ điểm. Như người ta nói 130 và quý vị được 130. Quý vị hiểu tôi nói gì chưa? Tối thiểu là 130 và quý vị đậu. Vậy thôi, quý vị không có rớt, nhưng nó là như vậy. Khi quý vị xin việc làm thì khác một chút. Quý vị phải đạt cao hơn mới làm thầy được. Không phải ai đến cảnh giới thứ 5 cũng có thể làm thầy vì lý do đó. Nếu là một vị thầy được chọn thì ngài trung bình lên đến 80. Được 80 thì quý vị đã là một vị thầy giỏi rồi. Hiếm khi nào được hơn 100, trừ khi quý vị thọ tâm ấn với một đấng vô thượng. Cao hơn minh sư ở cảnh giới thứ 5 là minh sư của tất cả những vị minh sư, hiểu chưa? Thì quý vị chắc chắn đạt được 100. Quý vị đạt được 100 hoặc có thể cao hơn một chút. Hiểu ý tôi không? Bởi vì nó là vậy đó. Quý vị sinh ra trong hoàn cảnh đó, quý vị không đạt cao hơn cảnh giới thứ 5. Vị minh sư trên đó sẽ đi xuống và giảng dạy cho quý vị, nhưng quý vị không thể lên được. Chỉ là bản chất tự nhiên quý vị sẽ bị thiêu cháy trên đó. Quý vị không thể lên được, quý vị chưa được trang bị. Như là quý vị ở trong nước lâu thì cần phải có đủ loại bình thiết bị. Quý vị không thể nào chịu nổi không khí trên đó, những chúng sinh trên đó không bao giờ đi xuống. Họ không bao giờ xuống, họ không muốn xuống. Chỉ có đấng vô thượng đi xuống thôi, trải qua mọi điều. Chỉ để đi xuống cảnh giới thấp nhất bởi vì ngài có thể làm được điều này. Những người đẳng cấp thấp hơn nếu đi xuống, họ sẽ bị nhiều khó khăn. Quý vị hiểu ý tôi không? Đấng vô thượng hoặc những vị từ cảnh giới thứ 5. Vì chúng sinh ở cảnh giới thứ 5 đã từng trải đủ thứ hết, họ có thể chịu đựng được. Họ chịu đựng ở dưới đây được, nhưng không chịu được ở trên kia. Còn những người trên cảnh giới thứ 5 thì không thể chịu đựng nổi ở bên dưới. Quý vị có hiểu ý tôi không? Có đủ thứ, đủ loài chúng sinh. Có những người chưa bao giờ rời thiên đàng. Benny, không sao. Ồ, trời ơi, xin lỗi. Nhà ngươi nhìn thấy đẹp, đó là lý do. Benny đang sủa chúng sinh nào đó ở bức tường. Trong lúc tôi đang nói chuyện, chúng đi xuống, thế là chúng sủa. Đừng nghĩ mấy con chó này điên, chúng thấy những gì mà chúng ta không thấy, lúc nào chúng cũng thấy được cảnh giới thứ 5, đa số đều như vậy. Nhưng quý vị không thấy được gì cả, thậm chí cảnh giới thứ 2, thứ 3 hoặc thứ nhất. Lại đây, cưng. Không phải chúng sủa khơi khơi, hiểu không? Tất nhiên, chúng sủa không. Không thể tưởng được Benny đứng đó, sủa cái tường trắng. Quý vị thấy không? Quý vị có thấy không? Đến đây, lại phô trương nữa, ta không có khen ngươi đâu. Tôi nói vậy là không có tốt, chỉ giải thích thôi. Tôi không có ý nói làm vậy là tốt. Ông ơi, mấy người thật là... Chỉ vì ta thương các ngươi được cưng chiều mọi thứ. Đây, cưng. Ồ, Chúa ơi. Chúng ăn giống như cả ngày chưa ăn gì vậy. Nhà ngươi thấy không? Benat. Tôi không nói với quý vị là không có gì cho nó đi. Benny, Benny đâu rồi? Cái này cho Benny, đừng ai được đụng đến. Nó đã có chưa? Tốt. Thôi được, có rất nhiều đẳng cấp. Như tôi đã nói với quý vị, có những người ở đẳng cấp gần bằng rắn cọp, đẳng cấp sinh tồn. Chỉ có bản năng sinh tồn, vậy thôi. Họ làm bất cứ chuyện gì, ngay cả đẳng cấp giết người cướp của chỉ để sinh tồn. Không quy tắc, không quy luật đạo đức, chỉ có bản năng sinh tồn thôi. Loài người quý vị rất khó dạy. Nhưng tin tôi đi, tôi có vài người như vậy trong nhà tôi, ý tôi nói là trong đoàn thể của tôi. Tôi vẫn phải chịu đựng và tiếp tục dạy dỗ. Rất nhiều người trong chúng ta sẽ đạt 70 trở lên, rất nhiều đồng tu, cả ngàn người. Ý ta nói là cảnh giới thứ 5, có vài người sẽ đạt ngay cả 80.
nhưng không có nhiều. Sẽ có một người đạt đến 100, quý vị phải sống để thấy ngày đó. Phải chỉ có một người, chà, nhiều chuyện vui sẽ xảy ra. Tôi không nói cho quý vị biết đâu, nói cho quý vị để làm gì. Quý vị chỉ ngồi chơi, không làm gì cả. Quý vị phải nỗ lực chứ. Quý vị phải làm và tự biết. Tôi không thể lúc nào cũng cưng chiều quý vị, như vậy không tốt. Ồ, tôi mong tới tương lai sẽ rất lý thú. Mong mấy thập niên kế tiếp, rất hào hứng. Ngay bây giờ cho tới lúc này đây, chúng ta có 8 người đã đạt đến 70 rồi. Chỉ có 8 người sau khi bế quan, có 8 người. Và có 2 người từ nhóm khác. Cũng từ một nhóm thiền ánh sáng và âm thanh, 2 người từ nhóm họ và 8 người từ nhóm của chúng ta trên toàn thế giới. Có 2 vị minh sư, một ở Ấn Độ. Ông ấy tên là gì ha? Ông vừa đạt đến 70 vài ngày trước, đừng nói ai. Cho nên chúng ta có 2 vị thầy đạt đến 70. 70% chứ không phải trên 70%, hiểu ý tôi không? 70% này thật sự là 70. Cao hơn đó là ở đẳng cấp thứ 5 rồi, ở biên giới. Giống như quý vị đi qua Mẻ Tây Cơ ở trạm kiểm soát. Chỉ cần quý vị bước qua bên kia là trên 70 rồi. 70 thì quý vị vẫn còn chờ xếp hàng ở trạm kiểm soát. Có thể quý vị không bao giờ qua được. Nếu giấy tờ không đúng, quý vị phải ở lại đó. Vì vậy, 70 trở lên thì quý vị qua được biên giới. 70.005 cũng đã sang đó rồi. Hiểu chưa? Tất nhiên như vậy thì quý vị ở tầng thấp nhất. Có lẽ lao chùa cầu tiêu ở trên đó. Đạt tới 140 là cao nhất ở cảnh giới thứ 5. Không có ai trong thế giới loài người vượt qua đó cả. Không có ai. Còn người nào ở cảnh giới thứ 6 trở lên thì sẽ ở đó mãi. Quý vị hiểu không? Không có ai tiến hóa lên đến thứ 6 và trên nữa. Không ai hết. Vì vậy, cảnh giới thứ 5 là nơi mà tất cả quý vị sẽ đến. Đó đã là cao nhất rồi. Mà những ai đã tiến hóa trong thế giới vật chất sẽ đạt tới 140 là tối đa. Từ đó không có ai đi lên. Không có ai đi xuống ngoại trừ đấng vô thượng thừa đi xuống. Ngoại trừ chúng sinh cao đẳng nhất, không có ai từ trung giới giữa cảnh giới thứ 5 và cảnh giới tối cao có thể xuống được. Và không ai từ trung giới có thể lên cảnh giới tối cao. Bản chất của vạn vật là như thế. Cũng như quý vị là một phần của ông bà nội ngoại, nhưng quý vị không phải là họ, hiểu không? Quý vị lớn lên trông giống như họ, nhưng quý vị không thể nào nói quý vị là họ được, không bao giờ, hiểu chưa? Họ tạo ra quý vị chỉ đơn giản như vậy, không thể đảo ngược tiến trình được. Nhưng quý vị có đặc ân giống họ và mọi thứ dĩ nhiên là trí huệ kém hơn. Ông bà lớn tuổi hơn, họ biết nhiều thứ mà quý vị không biết và có lẽ quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội để biết, giống như Thế chiến thứ 2, thí dụ vậy. Vì vậy, trong mỗi thời kỳ chỉ có một minh sư duy nhất mà thôi. Có nhiều vị thầy nhưng chỉ có một vị thầy thật sự. Một vị đến từ thế giới bên trong, hầu hết những vị minh sư được chọn ở đây. Từ thế giới vật chất, từ cõi sáng tạo, không phải từ nguyên thủy. Nguyên thủy xuống chỉ để thiết lập trật tự trở lại. Bằng không thì thế giới sẽ hủy diệt nhau. Cũng giống như một viên gạch trong vũ trụ, quý vị biết không? Nếu một hoặc hai viên gạch rơi xuống, căn nhà sẽ không còn yên ổn nữa. Nó chứng minh đó. Có cái gì rơi xuống đó, quý vị có thấy không? Tốt, cảm ơn. Có người muốn chứng minh là tôi nói đúng. Cảm ơn. Dù sao đi nữa, tôi không biết làm sao vật đó lại rơi xuống ở đó. Ngay lúc này, khi tôi nói căn nhà sẽ sập xuống, nó lại ngã xuống. Tôi không biết làm sao mà nó ngã xuống như thế. Buồn cười hả? Thôi được, vậy bây giờ quý vị biết được một chút. Buddha. Nhà ngươi cũng sẽ đạt được. Điểm thấp nhưng có thể sẽ được.
Penny đã là một trong những người con trai của tôi lâu lắm rồi. Nó đã lên đến cảnh giới thứ 5, nó xuống lại lần nữa chỉ để gặp tôi. Phải không Penny? Nhà ngươi nhớ ta hả? Không thể chịu được. À, nó nói hùm. Phải, nhà ngươi là chú bé ngoan. Đó là vì sao nhà ngươi rất khó tính. Họ không phải trở xuống làm đẳng cấp thú vật, nhưng đó là cách duy nhất để họ có thể ở đây. Không người nào có thể ở đây lâu như thế này giống như 24 trên 24, Penny hả? Nhà ngươi thông minh lắm. Bước đồ chỉ là một trong những người quen, Hamid cũng vậy. Cả ba đều là đệ tử, ba con kia. Và đã đạt đến cảnh giới thứ 5 rồi, họ sẽ trở lại lần nữa. Phải, đạt trên 90 lận. Quý vị không biết tôi. Quý vị không biết chân tướng của tôi. Penny, con hãy chứng minh cho họ biết đi. Họ không có mắt. Đừng lo. Họ có thấy được không? Không. Ta không nghĩ như thế đâu. Thôi quên đi, Penny à. Họ chưa đạt tới đó. Chưa tới đó, hả cưng? Các ngươi giả bộ khờ, phải không? Chúng đang đóng vai khờ khạo ở đây, quý vị biết không? Chúng làm gì khác được đây? Chúng là chó mà. Các ngươi có thể làm gì khác, đúng không? Các ngươi muốn xuống đây. Lăn lộn trong đất cát và mọi thứ. Và quý vị nghĩ là mình đặc biệt. Tất cả những chúng sinh xuống đây chỉ khiêm tốn như vậy. Woody rất đặc biệt, đệ tử rất giỏi. Woody, đừng cưng à. Đừng làm người ta ngợp. Nó chỉ muốn gia trì quý vị. Ngươi cũng vậy hả? Ngươi cố gắng đạt được ha. Đừng quá thô bạo. Thương, thương, thương. Lần rồi không được, phải không? Bây giờ ngươi sẽ làm được. Happy đã đạt được, đúng rồi. Ngươi sẽ đạt được nữa hả? Nó đẹp quá hả? Nó đi đứng rất quý phái. Khi nó đi vệ sinh, nó không thích người ta nhìn nó. Nó trốn, rất là quý phái, dễ thương lắm. Cái gì đây? Ngươi đang nài nỉ cái gì đây không? Được rồi, đến đây. Ngươi đã ăn no, nhưng vẫn muốn đến đây à? Được rồi, đứng lên. Trò biểu diễn duy nhất này đưa ngươi đến mọi nơi hả? Nhà ngươi hôi quá. Có lẽ chúng ta phải lấy hẹn và tắm gội chúng chút đỉnh. Quý vị có ai biết tắm chó không? Chỉ tắm bằng vòi nước và xà bông. Nhưng sau đó chúng lại lăn trên đất nữa. Vô ích hả? Mình phải tắm và giữ chúng trong nhà mỗi ngày hay sao? Chúng vừa xức thuốc trừ bọ chét. Chưa tắm cho chúng được hả? Có lẽ 2-3 ngày nữa đem chúng đến tiệm tạp hóa thú vật. Quý vị biết chỗ mà. Nhìn cách chúng chơi đùa kìa. Quý vị không bao giờ đoán được. Quý vị không bao giờ ngờ được chúng là ai. Con này trông rất dễ thương và khiêm nhường, không là gì cả. Chúng muốn giả bộ khờ dại, chơi bạo vân vân hoặc gì đó. Quý vị không biết chúng rất đặc biệt, nhất là Woody. Woody và Happy rất đặc biệt và ngươi, ngươi đóng vai đặc biệt và ngươi không là ai cả hả? Nhưng không sao, ngươi là ai đó, ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới thứ 5. Ai nói là ngươi không ra chi, ngươi còn tốt hơn nhiều người nữa. Ngay cả ngồi ở đây, ngươi cũng tốt hơn. À, ngươi sẽ vẫy đuôi nói chào tạm biệt. Cứ ở đó, tôi đi gặp sư phụ. Ồ, ngươi biết điều đó, dĩ nhiên được, thấy không, hắn vui. Hắn vui mừng là tôi đã thọ ký cho hắn như vậy. Nói với hắn là hắn sẽ đạt được, thấy không? Quý vị có thấy biểu lộ của hắn mới đây không? Bây giờ ngươi đã vui chưa? Ngươi trông giống chó lai. Ngay cả những con chó thấp nhất của tôi cũng sẽ đạt đến cảnh giới thứ 5. Tôi luôn nói là thứ 9, tôi quên thứ 5. Không ai đạt được đến thứ 9. Thứ năm là đã tốt cho mọi sinh linh rồi. Đối với tất cả sinh linh, đẳng cấp thứ năm là đẳng cấp cao nhất mà họ có thể đạt được. Ở đó có nhiều đẳng cấp cao đến 140. Vậy từ 70 đến 140 có rất nhiều đẳng cấp như là bao nhiêu? 70 đẳng cấp phải không? Phải, để lựa chọn. Con người dường như có 30 đẳng cấp.
Nhưng mỗi đẳng cấp có khoảng 10 đẳng cấp nhỏ. Đại khái vậy, gần như là 10, phải thêm một điểm nữa. Như từ 40 đến 50 là gì? 30 đến 40 là gì? Thí dụ như Atula cộng thêm 0 chấm gì đó. Và quý vị đã lên đến một đẳng cấp khác, trừ đi 0 chấm gì đó, là quý vị đã ở một cảnh giới khác. Đó là một trạm kiểm soát nhưng vẫn ở bên Mỹ. Nếu qua khỏi Mễ Tây Cơ và qua khỏi trạm kiểm soát, quý vị sẽ ở Hoa Kỳ, đúng không? Cho dù quý vị có đứng ở trạm kiểm soát, quý vị đã đến đó rồi, không còn ở Mễ Tây Cơ nữa. Hiểu ý ta nói không? Nhưng đừng đứng đó hoài. Người ta sẽ đá quý vị ra. Những người lính gác đó, họ sẽ đá quý vị ra và nói, xe ra ông ơi. Đây chỉ là trạm kiểm soát, không được ở đây. Có thể mướn khách sạn gần đó. Trong khi chờ đợi họ thông qua những món khác của quý vị. Đó là nơi quý vị sẽ ở. Buddha không, hắn ở xa hơn trạm kiểm soát một chút. Ở khách sạn hay gì đó. Có thể khoảng 100 dặm cách trạm kiểm soát. Không, không cần biết chúng ở đẳng cấp nào bên trong. Giống như quý vị là công dân Hoa Kỳ. Có thể là giàu hay nghèo, là một nhân vật quan trọng hay một công dân bình thường, nhưng quý vị đang ở trên đất Mỹ. Quý vị tự do di chuyển, tự do hoạt động. Quý vị là nhân vật quan trọng cũng được, không quan trọng cũng được. Quý vị biết không? Quý vị đều tốt. Đó là như vậy. Đẳng cấp thứ 5 cũng vậy. Quý vị tự do. Quý vị được tự do lên xuống, ra vào bất cứ nơi nào quý vị muốn ngoại trừ cao hơn đẳng cấp thứ 5. Thôi, hãy đi và coi chuyện gì xảy ra. Tôi không biết chúng ta có nên giữ những điều này không. Nó cao siêu quá. Trong lúc này cứ giữ lại được không? Đừng cho ai cả. Đừng nói gì hết. Tôi không biết có ai sẵn sàng chấp nhận. Tôi không biết tại sao tôi lại nói cho quý vị nghe nữa. Tôi đoán là quý vị may mắn. Thôi, đi đi. Ồ, ai mang món này đây? Quinler hả? Dạ. Ồ, tôi rất thích. Tôi cảm kích quý vị cố gắng tiết kiệm tiền, đó cũng là một điểm tốt. Nhưng điểm xấu là không được ngon lắm. Lần sau quý vị hãy thử một cái trước, nếu ngon thì mua nguyên hộp, được không cưng? Nhưng cũng đã rất tốt rồi, quý vị cố gắng tiết kiệm tiền, đó là một đức tính rất tốt. Không phải là chúng ta có để rồi phung phí, vì nếu có nhiều thứ tốt, chúng ta cũng có thể cho những người không có, hiểu ý tôi không? Nhưng nếu chúng ta không có thì không thể cho ai được. Đó là ý nghĩa của tiết kiệm tài chánh, để chúng ta có thể chia sẻ.